Hiện nay thì khách hàng của anh là online nhiều hơn hay là offline nhiều hơn? Hiện tại khách hàng của chúng tôi thì nếu gọi là thuần túy online có nghĩa là mua hoàn toàn từ lúc điểm khởi đầu của hành trình mua cho điểm kết thúc của hành trình mua mà thuần túy online thì vẫn còn là khoảng một chỉ số trong tổng số khách hàng. Nhưng mà nếu như nhóm khách hàng mà trong hành trình đó có một sự kết hợp giữa online và offline thì con số đó tới gần nửa. Nghĩa là hành vi của khách hàng ngày hôm nay rất khác. Nếu như ngày trước thì chúng ta là thông qua quảng cáo, thông qua báo chí rồi cái customer journey sẽ bắt đầu tại cửa hàng, thì ngày hôm nay có thể customer journey của chúng ta bắt đầu ở trên online, ở trên TikTok, ở trên Facebook. Rồi sau đó các bạn lại bắt đầu vào trang web. Rồi các bạn lại ra cửa hàng để các bạn có thể thử nó, các bạn có thể thử lựa chọn. Các bạn có thể mua ngay tại cửa hàng hay các bạn lại có thể quay về nhà và lại tiếp tục đắn đo thêm, suy nghĩ thêm. Rồi sau đó các bạn đặt hàng thông qua mạng. Và có rất nhiều những cái customer journey khác nhau. Và như vậy chúng ta đang thấy câu chuyện là cái xu hướng mà đang vào giữa online và offline chắc chắn sẽ là một xu hướng càng ngày càng lớn. Và chúng tôi cũng hướng về câu chuyện đó. Nên cái sự xuất hiện của cái brand và những tương tác của chúng tôi với khách hàng phải ở cả hai trong không gian online và không gian offline. Chắc chắn rồi. Và chắc chắn là cái xu hướng này thì là nó sẽ giúp cho P&J mở rộng cái thị trường ra rất là nhiều, đúng không ạ? Hệ thống bán lẻ mà chúng tôi đang xây dựng nó vẫn có chức năng của nó. Offline có những cái năng lực khác mà online không làm được. Cũng là nơi chúng ta có tương tác một cách giữa con người với con người trong một không gian mà chúng ta có thể cảm nhận được sản phẩm nó rõ ràng hơn. Còn trên không gian online nó cho chúng ta những nhìn ở một độ phân giải ít hơn nhưng lại có thể có những cảm xúc của khởi đầu cho hành trình customer journey đó. Và vấn đề là tùy theo những nốt nào khác nhau trên customer journey đó, chúng ta sẽ phải thiết kế nên những cái tính năng mới, và đó là câu chuyện cũng đòi hỏi một sự sáng tạo.